Hello mọi người, hôm nay Linh sẽ làm video về hầm của hai map còn lại là map nhà thương và map thị trấn ngủ quên. Thì cái hầm đầu tiên của chúng ta, mọi người nhìn ở bên phía bên đây là giường bệnh không nè. Đó, thì đi ra ngoài này nó sẽ có một cái hầm. Đây là hầm đầu tiên của map nhà thương nha mọi người. Bị thương rồi. Mọi người thấy skin mới của Linh đẹp không? Cảm ơn một bạn đã tặng cho Linh nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn ấy xin được giấu tên là Linh sẽ không nói. Cái hầm thứ hai, mọi người thấy ở chỗ này nè, là chỗ thánh đường nè. God is good. Đây, ở phía bên phải sẽ là cái hầm. Mọi người nhớ nha, cái đường đi này nè, qua bên phải, đây là cái hầm thứ hai của map nhà thương. Cái hầm thứ ba thì mọi người sẽ xuất phát từ ở cái chỗ thánh đường hồi nãy. Chúng ta đi qua đây. Cái hầm thứ ba nó sẽ nằm ở đây. Hai đi ra nè, chật đường quá. Đây, mập gì đâu á. Cái hầm này thì nó lại gần cái cửa thoát của mình nha mọi người. Mọi người thấy cái bàn tay không? Cửa thoát nó sẽ nằm ở phía bên trái. Đây. Tới đây là mình mở cửa nè. Còn nếu Hunter, ví dụ Hunter đang cam cửa đi, mà ở đây có hầm thì càng tốt. Cái hầm thứ tư á, thì mọi người thấy ở đây có cái dấu cộng nè. Ở đây là cái nhà rất là to, cái phòng rất là to, phòng đọc và giáo lý hay gì đó. Mình đi thẳng dọc hành lang xuống dưới. Ở đây có cái bức tranh nè, để ý nha, không là lộn đường lâm la. Bên trái sẽ có chữ Let Me Out nè, số 12 nè. Đó, đi thẳng xuống dưới, đi tới khi mà có hai cái tờ giấy ở trên tường này, mọi người thấy không? Phòng số 15 nha. Thì cái hầm nó sẽ nằm ở trong đây. Đây là cái hầm thứ tư. Cái hầm thứ năm á mọi người, thì nó nằm ở phía, mình cũng xem từ cái phía của cái phòng mà nhiều ghế ở đây nha. Đi về phía bên trái. Đây, phòng này là sẽ là cái nhà vệ sinh nè. Thì cái nhà tiếp theo, cái phòng tiếp theo thì nó sẽ có hầm. Phòng có tủ đồ này nè. Vậy là mình đã xong 5 cái hầm của map nhà thương rồi nha mọi người. Bây giờ thì chúng ta đến với map thị trấn ngủ quên nha. Mọi người thấy cái chỗ mà có lốc xoáy thì không? Từ cái chỗ lốc xoáy này, ở phía bên kia đường nó sẽ là cái hầm đầu tiên của cái map thị trấn ngủ quên. Trời ơi, đi tìm hầm cái kiểu này cẩn thận xe đâm đó nha. Cái hầm thứ hai của cái map thị trấn ngủ quên thì nó nằm ở phía nghĩa trang nha mọi người. Nè, đây, đây là cái hầm thứ hai. Cái hầm thứ ba ở map này thì mọi người đi ở phía thả đèn hoa đăng mà có gây sa múa, đi xéo lên đây. Cái hầm thứ ba nó sẽ nằm ở đây. Hình như là cái map này á, nó chỉ có 3 hầm thôi mọi người ơi. Nếu mà mọi người hay chơi cái map này mà thấy có hơn 3 cái vị trí hồi nãy mà Linh đã làm cho mọi người xem á, thì mọi người còn phim lại với Linh nha, là map này có bao nhiêu hầm. Tại vì Linh ngồi đợi chắc cũng cả tiếng đồng hồ rồi nhưng mà không thấy cái hầm thứ tư hay thứ năm gì nó xuất hiện hết.
Có gì mọi người comment còn phim lại cho Linh biết với nha. Là map map thị trấn ngủ quên có bao nhiêu hầm. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ like và subscribe cho Linh với nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.